nếu mình muốn đạt được một điều gì đó thì bằng mọi giá mình phải đạt cho bằng được, không bao giờ được nản chí. Nếu như mà bà gặp một người con trai bà thích mà người đó lại đi thích và đi thân thiết với một người con gái khác thì bà sẽ làm gì? Ê, ông kia, đứng lại, đi đâu đây? Cậu dám hả? Tại sao không? Anh là học sinh trường La La hả? Em La hôm nay anh có ngon, anh cứ đi đi. Vậy thì anh cứ đi đi, giận nhau cũng chẳng được lâu đâu. Lại vào đây bao lâu, yêu nhau bao lần ta cãi nhau. Lo lắm lúc anh không thể biết em đang nghĩ gì đâu. Vậy thì người ơi hãy lắng nghe anh giải thích đây. Người đừng hỏi tại vì sao anh yêu em, là tại vì em giống mẹ anh, giống nhau, sống tính cách đôi khi có thất thường, rồi hay lại cáu giận xong lại dễ thương. Na 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 na.